Xin chào tất cả các bác, em lên sóng chiếc máy lọc không khí để phục vụ các bác đây ạ. Một chiếc máy dòng 70 nhưng mà có thiết kế thì giống như những con 65. Con này có mã là FVXF70. Mẫu mã thiết kế y hệt dòng VXF65. Nhưng mà con này thì nó có cái sự khác biệt đối với dòng 65 là con này nó có hiển thị báo độ ẩm bằng số điện tử. Trông rất là đẹp, số điện tử rất sắc nét, đẹp. Còn toàn bộ trên này thì nó cũng như vậy thôi. Và con này thêm một tính năng nữa là khóa trẻ em. Thêm tính năng là hẹn giờ. Hẹn giờ các bạn nhé. Còn F65 thì không có. Còn vẫn thì công nghệ Eco Navi đầy đủ như vậy thôi. Hình thức còn khá là đẹp. Còn mặt nhũ vàng các bạn nhé. Mặt nhũ nguyên bản màu vàng. Lưng nhất thì rất mới. Nói chung là mọi thứ ok, đẹp. Một con máy rất là đẹp trong cái phân khúc này. FVXF70 công suất 67W là mình có thể dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại nhé. Một điện 100V. Con này thì em đã đấu điện 220V bên trong rồi nha. Bên đây bình nước rất là mới này, khay nước rất là đẹp. Khay nước đẹp, bình nước mới. Chả có gì chê. Màng thì cũng thay mới luôn ạ. Màng thay mới các bác nhé, về chỉ dùng thôi. Màng lắp mới tinh nhé, màng than mà tính trong rất là to, khỏe. Máy lọc không khí thì bác nào biết rồi thì bỏ qua. Còn bây giờ máy lọc không khí thì nó có 3 cái tính năng chính. Lọc không khí các cái bụi mịn bay lơ lửng trong phòng đấy. Cái tính năng thứ hai là khử mùi, tính năng thứ ba là bù ẩm. Vào mùa hè mình dùng điều hòa khô, mình cho nước vào bình nước bù ẩm, tăng độ ẩm phòng lên rất dễ chịu, không bị khô da, viêm họng. Nhà có người già trẻ nhỏ các bác dùng máy lọc không khí thì tuyệt vời luôn ạ. Con này thì em vẫn bán giá bằng con VX65 nhé, giá 3 triệu. Chưa có phí vận chuyển. Đã đấu đổi nguồn. Đấy, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500.000 nên nhận hàng thanh toán nốt. Em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi các bác đặt hàng thì lưu ý là gọi điện thẳng trực tiếp số điện thoại trên kênh thôi nhé. Chứ các bác comment thì em không có tí đến trong đấy mới trả lời đâu ạ. Chào các bác.